khách. Hôm nay chương trình Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chúc xuân, phần thứ hai là giờ đọc kinh dỗ cho cha 100 ngày. Đó là chương trình của ngày hôm nay. Trước tiên thì chúng ta dâng lên Chúa, dâng lên Đức Mẹ, Thánh cả Giuse một năm mới của chúng ta. Xin mời mọi người cùng hướng về bàn thờ Chúa. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thánh viên hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ưu con ngày đêm, nhưng thân xác hồn tràn lạc ở thiên. Kính lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, muôn đời chúng con dâng lời chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ, ca khen lòng thương xót của Chúa đã ban tràn hồng ân cho chúng con trong suốt năm vừa qua. Và hôm nay trong năm mới, muôn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Kính lạy Mẹ Maria, Mẹ từ bi hay thương xót của chúng con, chúng con kính chào Mẹ, tôn hô Mẹ, cảm tạ và yêu mến Mẹ. Trong suốt những năm vừa qua, Mẹ luôn che chở, gìn giữ, chăm sóc chúng con bằng tình yêu mẫu tử của Mẹ. Chúng con dâng lên Mẹ tâm tình bé nhỏ của chúng con như những cánh hoa. Mùa xuân đẹp nhất. Muôn đời chúng con cảm tạ và yêu mến Mẹ vì Mẹ từ bi của chúng con. Kính lạy Thánh cả Giuse, Cha hiền yêu quý của Chúa Giêsu và của chúng con. Cha đã phù trợ cho chúng con qua những gian nan thử thách của cuộc đời. Chúng con hết lòng cảm tạ, yêu mến và tri ân Thánh cả Giuse mãi mãi. Tiếp đến, chúng ta hãy dành lời chúc cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường của chúng ta. Cha ơi, ơn phúc ngập trời, ngọt ngào con gọi suốt đời Cha ơi. Kính trọng Cha Phêrô rất yêu quý của chúng con. Hôm nay là ngày đầu xuân, cũng là ngày thứ 100 Cha được hưởng vinh quang thiên phúc trên cõi trời. Chúng con chúc mừng Cha. Trước hết, chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban Cha cho chúng con. Cha là đóa hoa tuyệt vời, ngào ngạt hương thơm cho nhân loại, đặc biệt cho tất cả mọi người chúng con. Chúng con hạnh phúc vì được làm con Cha và được Cha là Cha của mình. Cha đã tỏ hương thơm của tình bác ái, kính mến Thiên Chúa, yêu thương muôn người. Cha đã để lại cho chúng con tấm gương sáng ngời về sự buông bỏ cho không, cứu người. Chúng con quyết tình đi theo con đường của Cha đã đi hôm nay và mãi mãi. Xin dâng lên Cha tấm lòng con thảo, biết ơn, kính mến và thương nhớ Cha mãi mãi. Hương trầm nghi ngút bay cao, lòng con vương vấn dạt dào Cha ơi. Chúng con kính chào Cha bằng cái cúi sâu để tỏ lòng tri ân, thương mến.
đến Cha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dạ. Hả? Chưa chút xíu nữa mới tới đó. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân, quý thân nhân và toàn thể quý quan khách, thì hôm nay các thầy mừng xuân năm mới mùng 1. Không nghĩ là có đông mọi người đến đây để mà cùng chúc xuân cũng như là đọc kinh dỗ cho cha 100 ngày, thì thấy mọi người tới đây cảm giác rất là xúc động khi mà mình nhìn thấy mọi người mình ở khắp mọi miền đất nước về đây mình điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh, và hôm nay ở lại cùng với các thầy thuốc để dâng lên cha lời cầu nguyện để tri ân tưởng nhớ đến cha. Thì trong dịp năm mới thì thầy xin được đại diện thầy thuốc ở đây để gửi lời chúc xuân đến tất cả mọi người. Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, kính chúc quý ân nhân, quý mạnh thường quân, các y bác sĩ của phòng khám, ban cố vấn chuyên môn y học cùng các lĩnh vực khác, quý bệnh nhân và gia đình đón một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong năm mới. Xin chân thành biết ơn. Sau đây đại diện một bệnh nhân sẽ chúc xuân. Xin mời thầy ạ. Dạ, kính thưa quý ân nhân, quý mạnh thường quân, các y bác sĩ của phòng khám, ban cố vấn chuyên môn y học cùng các lĩnh vực khác, kính thưa quý bệnh nhân và quý thân nhân, con xin đại diện cho quý bệnh nhân và thân nhân có đôi tâm tình trước thềm năm mới. Trước hết là chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa đã soi sáng cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, để qua cha Chúa ban nhiều hồng ân cho các bệnh nhân và thân nhân của chúng con. Xin Chúa ban cho cha được hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Tiếp đến, chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý cô và toàn thể nhân viên của phòng khám đã vượt bao khó khăn mà hy sinh phục vụ cách tận tình trong âm thầm trong suốt những năm qua, để mang lại niềm hy vọng và bình an cho bệnh nhân và người nhà của chúng con. Cùng với đó, chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến các ân nhân và mạnh thường quân đã âm thầm giúp đỡ để phòng khám có thể hoạt động hiệu quả cách yêu thương và cho không. Sau cùng, nhân dịp năm mới, chúng con xin kính chúc quý thầy, quý cô và toàn thể nhân viên một năm mới vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, hạnh phúc, bình an và điều may mắn trong Chúa xuân. Con xin kính chúc. Xin được cảm ơn đại diện của quý bệnh nhân. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, cái công trình khoa học mà cha đã để lại cho tất cả mọi người, đây là một cái công trình vô cùng quý giá dành cho các thầy thuốc, quý bệnh nhân và tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước, thì không thể không có sự chung tay góp sức từ những người trên khắp mọi miền đất nước. Đây là một cộng đồng chung tay thì mới xây dựng nên được cái công trình ngày hôm nay. Đó, thì hôm nay nhân dịp năm mới, ở đây các thầy cũng xin giới thiệu một đại diện quý ân nhân mạnh thường quân, cô Lê Lan, đến từ Mỹ. Cô sẽ phát biểu chúc Tết ngày hôm nay. Xin được mời cô ạ. À.
Dạ, xin chào tất cả các bệnh nhân, các thầy. Yeah. Các thầy làm việc giúp đỡ bệnh nhân trong thời gian vừa qua. Đầu năm chúc các thầy, những nhân viên phòng khám được nhiều sức khỏe, có sức khỏe để làm việc tiếp tục để phục vụ cho bệnh nhân. Và các bệnh nhân năm mới được nhiều sức khỏe để vượt qua cái bệnh của mình, để mau sớm về đoàn tụ gia đình. Chúng ta vô cùng biết ơn những ân nhân Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho phòng khám ngày hôm nay được khang trang, được có nơi chốn lành lặn để giúp cho bệnh nhân được có điều kiện để điều trị, hoàn thành phác đồ một cách trọn vẹn. Sau đây xin mời bác Tô Phú Quế, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Quế, xin mời ngoài bác ạ. Trước tiên tôi ngày đầu năm thì tôi xin trước tiên tôi xin chúc các gia đình của Mạnh Thường Quân đau khổ cho phòng khám được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Tiếp theo tôi xin lời chúc thứ hai là chúc tất cả các thầy hiện tại ở tại phòng khám này cũng như đang hỗ trợ trong phòng khám được nhiều sức khỏe và có nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho bệnh nhân ngày một tốt hơn. Riêng các bệnh nhân hiện tại có mặt ở đây cũng như người nuôi cũng như tất cả các bệnh nhân hiện đã được giấy chứng nhận xuất viện trên toàn cõi đất nước Việt Nam cũng như nước ngoài, và các bệnh nhân đang chuẩn bị vào phòng khám để cho các thầy thuốc ở đây tiếp tục điều trị, thì tôi xin chúc cho tất cả các bệnh nhân cũng như trên toàn cõi đất nước Việt Nam cũng như nước ngoài một năm mới được nhiều sức khỏe và sớm mau lành bệnh để trở về đoàn viên với gia đình và đem lại hạnh phúc cho gia đình cũng như cho các thầy và cho cả cộng đồng của chúng ta. Và trước khi dứt lời thì mình xin chúc cho toàn các cái cộng đồng hiện tại và đang xem trên mạng được nhiều niềm vui và hạnh phúc và được tràn đầy sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Yeah. Xin được cảm ơn bác Tô Phú Quế ạ. Sau đây xin mời bác Giang. Kính thưa tất cả mọi người, bác Giang ở đây là một ân nhân, một Mạnh Thường Quân đã ủng hộ nước cho phòng khám trong cái thời gian phòng khám đang phục dựng. Thì cái ơn nghĩa đó không biết làm sao để đền đáp cho hết. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm mới thì cũng xin gửi lời chúc đến bác Giang cũng như gia đình và tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Xin mời bác có đôi lời phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Cũng đầu năm mới, tôi xin chúc các Mạnh Thường Quân và các thầy, các bệnh nhân được nhiều dào sức khỏe, được nhiều hạnh phúc. Dạ, xin được cảm ơn bác Giang rất nhiều. Bây giờ thầy xin mời tất cả quý bệnh nhân và người thân sẽ chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình và những cái lời chúc trong dịp đầu năm mới ạ. Xin được mời. Biết liền ha. Hồi được ca người ta. Tôi xin cảm ơn cha. Tôi xin cảm ơn Chúa Giêsu Christ, rồi tôi xin cảm ơn mẹ Maria. Tôi xin các thầy chúc một năm mới. Tôi xin các bệnh nhân hôm nay là mùng 1 chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, năm mới phát triển nha. Rồi tôi cũng xin cảm ơn các thầy năm mới an khang thịnh vượng. Tôi xin các tôi cũng cảm ơn các bên Thường Quân năm mới dồi dào sức khỏe để phát triển càng ngày càng vươn lên để cho bệnh nhân chúng tôi được
hết bệnh năm mới phát triển nhanh nha. Tôi xin cũng cảm ơn bữa nay năm mới mình là mình cũng vui vẻ, là sức khỏe cho mình để mà cho bình an cùng nhau với Chúa. Xin hát một bản Chúa nha. Để lấy cái này ta hát á. Ai lên hát với mình ta. Không. Để từ từ. Thông cảm, bữa nay chúc mừng năm mới vui vẻ nha. Hát bài từ từ, tại mình già rồi cũng thích. Xin hát bài Dân Mẹ trước. Bây giờ mời có bệnh nhân nào lên hát chung chung với chị không? Ở biết đứng ở đâu nè, đứng sao mà đứng được đích vào Chúa. Bệnh nhân nào có hát là có thể. Mẹ tin Chúa, lạy mẹ Maria. Nó chạy rồi. Hát đi. Nó chạy rồi, từ từ tí nó chạy mất rồi. Để làm lại đi. Có quê đâu. Từ làm lại từ đầu xong nó hát. Bài nó chạy mất rồi. Con dân mẹ, con tâm hồn đầy đi con, ta đi vắng ta hiện tại mỗi ngày, đời thêm là con cũng quyết tâm đi tới, tâm lên mẹ là gương máu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng chân, đàn con từng tiếng trong tâm lòng đang đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ hiền thiên, mẹ chính là nữ vương, là càng sơ, là mẹ con. Yêu thân phận, yêu bằng lời, yêu quyết trình và yêu sống lên con đường Chúa đi xưa. Sống con mẹ, con đi muốn ta tìm Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lời dặn. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đàn chân, đã con cùng tiếng hát trong tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền linh, mẹ chính là nữ vương, là tàng sư, là mẹ con. Xin hát một bản bài Tin Chúa Chọn Con. Anh xem từ từ. Thì để cái mặt mình hình ngang lại, cái chữ nó sẽ lớn hơn, nó dễ hát hơn. Xin Chúa chọn con cả kè. Ở đây. Xin Chúa chọn con cả kè. Thôi bệnh nhân tha thứ với nhau ha. Chúc mừng năm mới cho vui. Ủa sao có cổ? Không thì chị hát bản cầu cho cha mẹ ngay ngày mùng 1 đi chị gì nè. Có hát được không? Xin cho cha mẹ con đi. Cầu cho cha mẹ hai á. Từ từ tôi hát bài này xong ạ. Chào cha mẹ á. Qua từ từ. Nè từ từ. Hát bài này á. Rồi cha mẹ mình không có thuốc. Alo.
đây nè. Chẳng phải con đã chọn ngài, nhân tin ngài cho con được đó. Chẳng phải con đã yêu thương, nhân tin ngài yêu con tự chuyên. Từ lớp con chưa biết yêu ngài, từ lớp con chưa nhận biết ngài. Ngài yêu con giữa mọi người, ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của ngài, làm tay chân cho người quỳ cùng, làm cung tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng tin ngài cho con được đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng tin ngài yêu con tự Chúa. Từ lâu con chưa biết yêu ngài, từ lâu con chưa nhận biết ngài. Ngài yêu con giữa muôn người, ngài đã chọn con. Xin đừng mang theo ý của ngài, làm tôi chân cho người ngài đặt cho người vì tình yêu. Xin dùng con sai rồi tài con đã cho sai rồi hát bảy chưa nghe sai rồi đọc lại à. Xin gửi con và khắp muôn nhà, tặng cua sao cho người bình thường, tặng chiếu chắn cho người lành con. Dạ, cha và con và thánh thần, amen. Phải về Jesus Christ, bố con cũng năm ba. Con cũng ứng ngay ra Jesus Christ, mà bố con âm bớt tiết xa là gần ngài. Con cũng tối điện đi miền Tây của cha Tường. Con cũng chúc mừng năm mới, năm sinh nhật là vợ con tôi tình đầu cũng quá rậu. Con cũng mừng năm ba ơn ngài ngân giang gần nắp gần nuôi giang đi giang Giêsu Christ mà giang bà phải đăng trụ. Anh cũng ơn ngài mẹ Mary vợ Giêsu đông con vợ con và ta có gì đần giang ai pran ơn ngài ngân giang tâm an tâm đồ vợ con tôi đi. Tôi đi chụp phòng khám bệnh vợ thầy ông đông con vợ con bệnh ung thư cơm đầu vợ con cũng ở gần lo chỉ cần ông đi giang Giêsu và ta hỡi là giang và ta sống vơi vợ bác sĩ cũng ở gần lo và ta ung thư đi là và ta giang từng rồi cứ ngay ngăn giang tâm an tâm đầu với và ta sống vơi vợ con tôi tình đầu vợ con cũng ung ngay các thầy con cũng ung ngay các bệnh thông quân và ta pran cái đang ngăn đông con các thầy để thầy rong các bệnh nhân đồ xin nhiều ác của vợ con cũng ung ngay con cũng ta con cái vô ta ưn ngay ngăn đi ăn tâm trụ ưn ngay ngăn đi ăn bánh thay hôm năm ba đâu năm sinh đâu vũ sinh năm con cũng ưn ngay ngăn vàng con cũng ưn ngay ăn lắc ta bình nhông ta có gì gói chào ưn ngay ngăn vàng xin gà gói chào là bị ung thư phổi ung thư tuyến giáp ung thư gan ung thư tử cung các loại ung thư này dân gian cũng ta con cái vô xăm vơi vơi bình nhân ơn gọi mà bà ta pran ca đăng năm pa. Năm pa là gọi là tiếng kinh là năm mới, chúc mừng năm mới vừa giàu sức khỏe bà ta pran ca đăng bình nhân đầu anh cũng ơn ngài anh lại giúp bình nhân tầm an râm đầu ông túc các thầy bà ta pran ca đăng vừa giàu niềm vui bạn như ý xin chúc năm mới phát triển và thành đạt tốt hơn. Cảm ơn nhiều. Cô ơi, thôi bây giờ như thế này đi. Nãy giờ mọi người nghe nhưng mà không có hiểu. Thôi giờ cô làm xong ngữ đi. Bây giờ cô lên tên, cô đọc. Dạ, nhưng tụi con không hiểu.
Thôi bây giờ cô đọc lại lời chúc Tết bằng tiếng Việt đi. Dịch dịch lại. Dạ, yeah, dịch ra tiếng Việt đi, mình xong ngữ đi. Nói một lần nữa ha. Dạ. Tôi cũng xin cảm ơn các bệnh nhân, các thầy ở đây. Chúc mừng năm mới vừa giàu sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn như ý, đầy tràn niềm vui. Để phát triển trong năm mới này, con cũng cảm ơn. Chúc mừng năm mới làm sao phát triển. Bệnh nhân tôi ở đây cũng có mặt đầy đủ, một số người ta cũng đi về quê. Bây giờ cũng cảm ơn với Chúa Giêsu Christ. Trước mắt là cảm ơn cha Tường cho bệnh nhân yêu thương cũng bớt bệnh bệnh nhân này. Con tôi cũng chúc mừng các bệnh nhân đây là có người cũng bị ung thư gan, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư tử cung. Ở đây chữa cũng rất là bớt lành. Con cũng cảm ơn với Chúa. Bệnh này không các bác sĩ nào mà trị được của bệnh nhân chúng tôi. Ở đây là cái người là đoàn cuối cùng của chúng tôi, của bệnh nhân mình, là nhờ của Chúa Giêsu chữa lành cho mình, chữa lành bệnh ở luôn luôn. Năm mới Chúa sẽ ở cùng với các con, với các bệnh nhân, ngày nào vừa giàu sức khỏe để bớt bệnh. Trong năm mới này làm sao để phát triển hơn nữa. Mạnh cũng xin cảm ơn Mạnh Thần Quân để giúp đỡ phát triển cho bệnh nhân này, để giúp trong phòng khám của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, với là xin Chúa Giêsu Christ. Con cũng cảm ơn Chúa. Con cũng ở nơi xa, con từ ở, tôi tên là Phinh Ca Thao, tôi ở thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Con cũng bị ung thư gan này, con cũng tới chỗ miền Tây, ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Con cũng cảm ơn Chúa chữa lành bệnh cho con. Chúc mừng năm mới, dồi dào sức khỏe. Các thầy, xin Chúa ở cùng các thầy cho sức khỏe, cho mạnh để giúp đỡ bệnh nhân chúng con. Cảm ơn Chúa. Xin được cảm ơn cô Phinh Ca Thao ở Ninh Thuận đã dành lời rất là chân thành của mình gửi đến các thầy và quý bệnh nhân. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì trong cái buổi lễ ngày hôm nay, mục đích chính của tất cả chúng ta là tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, đối với các đối với những tín ngưỡng khác, các đạo khác, thì mình có thể mình tỏ lòng biết ơn với các vị thiêng liêng của mình, và đặc biệt cũng tỏ lòng ghi nhớ cái công trình khoa học và cái tâm huyết của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã để lại cho chúng ta. Thì hôm nay các thầy rất là vui mừng khi nhìn thấy rất đông tất cả những bệnh nhân và người nuôi đến đây để cùng nhau dâng những lời tạ ơn lên cho Thiên Chúa và dành những lời ghi ơn sâu sắc dành cho cha. Thì trong cái buổi lễ thì không có thể tránh được cái chương trình nó hơi kéo dài, cho nên thì ở đây ai bệnh nhân có mệt thì người nhà có thể đưa vô các cái phòng ở trong đó, có cái giường để cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi để chúng ta đảm bảo cái sức khỏe cho tốt. Kính thưa mọi người, thì bây giờ còn ai có cái ý kiến gì nữa không ạ? Có nghĩa là mình cứ chia sẻ cái cảm xúc của mình trong cái năm mới ạ. Ai có thể giơ tay để mà mình phát biểu thêm, chia sẻ thêm cái cảm nghĩ của mình được không ạ? Dạ. Dạ, xin mời chị. Đầu xuân năm mới, con kính chúc các thầy, các mạnh thường quân và các quý nhân nhân cũng như các bệnh nhân ở đây một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các thầy luôn tràn đầy sức khỏe để chăm sóc cho các bệnh nhân tận tình hơn nữa. Nói chung là các thầy ở đây rất dễ thương, và các cô cũng vậy, rất yêu thương và chăm sóc tận tình và tư vấn cho các bệnh nhân rất là chú đáo, dễ hiểu, dễ nghe. Con xin hết ạ. Dạ, xin được cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ, còn ai nữa không ạ? Mình phát biểu. Dạ.
Dạ, con mời. Dạ. Dạ vâng. À, xin trước hết là đầu xuân năm mới thì thay mặt gia đình của chồng tôi là Ngô Văn Khôi, hiện là quê Hà Nam đang chữa bệnh tại đây. Trước hết là xin kính chúc toàn thể các quý vị, các thầy tại trung tâm yêu thương cho không, chúc toàn thể các mạnh thường quân đã tạo điều kiện có một trung tâm rất là đàng hoàng và cứu bệnh chữa cho mọi người bệnh ung thư thì rất là cảm động. Thì cũng trước hết là đầu xuân năm mới chúc toàn thể bệnh nhân chúng ta nhanh khỏi bệnh và được sớm về đoàn tụ với gia đình, và cũng báo cáo với các mạnh thường quân cũng như là các thầy tại trung tâm yêu thương cho không với các quý vị đang chữa bệnh tại đây thì chồng tôi đã vào đây là được 2 tháng, và khi cũng chúng tôi ở ngoài Hà Nam thì cũng rất ít người biết được cái trung tâm này, và sau khi thì tôi cũng có rất là nhiều bạn bè cũng đã kể là ông chồng tôi đã chữa ở đây và các cái khu vực ngoài đấy rất là cảm động và cũng rất là biết ơn trung tâm. Và đã sau khi thì ông chồng nhà tôi thì bệnh cũng có tiến triển phức tạp, và sau 2 tháng vào đây thì anh ấy cũng đã được khỏe hơn. Thế thì thì đầu xuân năm mới không biết nói gì hơn, thì trước hết là kính chúc và cảm ơn tất cả các trung tâm yêu thương tại Trà Vinh, và chúc toàn thể các quý bệnh nhân ở đây luôn luôn mạnh khỏe, bình an và và cũng rất là mong muốn và trung tâm này và cũng các như là các mạnh thường quân sẽ phát triển mãi mãi và duy trì được mãi mãi. Đó là một điều rất là vinh hạnh cho các bệnh nhân như là người nhà chúng tôi, thì không biết nói gì hơn, thì cảm ơn rất là nhiều và nhiều. Xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn cô ạ. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì hôm nay rất là vui khi mà nhân dịp đầu năm mới mà chúng ta có được một cái nơi, cái cơ sở chữa bệnh được coi là khang trang, đầy đủ để cho mình được ngồi ở đây. Thì năm nay cũng là năm đầu tiên mà các thầy không ăn Tết cùng với cha. Nó cũng là một cái sự, có một cái chạnh lòng hơi một chút. Nhưng mà các thầy luôn luôn tin tưởng rằng cha luôn còn mãi hiện diện bên các thầy để đồng hành, soi đường, chỉ lối cho các thầy làm đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó thì những quý ân nhân, quý mạnh thường quân cũng giống như là những người bậc phụ huynh của mình, cũng giám sát cái quá trình mà hỗ trợ điều trị của các thầy, cũng như là đóng góp, chia sẻ và dạy dỗ các thầy thêm để các thầy đi đúng đường lối mà cha ngày trước đã hướng dẫn, đã an bài cho các thầy và cho mọi người, để các thầy giữ đúng cái lý tưởng của cha đó, những cái câu cha đã từng dạy dỗ, từng nhắn nhủ mà các thầy luôn luôn lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng để thực hiện. Đối với Thiên Chúa là chúng con là đầy tớ vô dụng của người. Khi mà mình làm bằng cái tấm lòng của mình ra công sức của mình làm hết tất cả, nhưng mà mình không có được kiêu ngạo, không có được cho rằng mình là tài giỏi, mình làm được nhiều thứ. Nhưng tới cuối ngày, một ngày làm như vậy đó, hồi xưa cha với các thầy làm việc không có tính giờ giấc đâu, không có tính tới 5 giờ chiều mà nghỉ đâu. Có khi là ra đồng, ra ruộng á, làm tới khi nào mà không thấy đường nữa thì mới vô nhà. Đó, cho nên là khi vô nhà rồi á, mình cũng không có cho phép bản thân mình tự cao, tự đại là mình làm được nhiều thứ, mà phải là một đầy tớ vô dụng của Chúa.
mình dâng một cái ngày làm trọn vẹn đó lên cho Thiên Chúa, để chi? Để mình chúc tụng ca ngợi Thiên Chúa đã ban đến cho mình cái điều kiện để mình có thể thực hiện được, tay chân mình lành lặn để mình làm được nhiều công việc đó. Còn đối với bản thân á, thì cha dạy dỗ cho các thầy đó là ăn cây cỏ mang hạt giống. Cha ăn cây cỏ mang hạt giống thì tất cả các thầy và nhân viên ở đây đều ăn cây cỏ mang hạt giống. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán cho mọi người mà các thầy luôn luôn ghi nhớ. Mà ăn cây cỏ mang hạt giống nó đem lại sức khỏe rất tốt cho mình, một cái tinh thần, cái ý chí mãnh liệt, tại vì nó thay đổi cái dòng máu của mình, thay đổi con người mình, cái buông bỏ đó, buông bỏ những cái ham mê của thế gian, để chi? Để dành cái sự tâm huyết cho bản thân, để mình tu luyện thêm, để mình sửa những cái sai của mình, mình hướng đến cái điều thiện và mình giúp đỡ cho những bệnh nhân, giúp đỡ cho những người cần tới mình. Còn đối với tha nhân, đó là yêu thương và cho không. Mình đem đến cái tình yêu thương của mình cho mọi người như cha từng làm. Cha từng coi tất cả những cô bác ở đây giống như những người con từ phương xa trở về. Những người nào mà bị bệnh giống như là mình bị thương vậy đó, về đây để cha băng bó vết thương cho mình. Cha băng bó vết thương cho mình và cha giúp cho mình có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, bảo vệ sự sống, bảo vệ cho tất cả những bệnh nhân ung thư và vượt qua được cái căn bệnh của mình, cũng như là yêu thương tất cả những loài động vật, bảo vệ nó, cho nó có đường đi riêng của nó và không có làm tổn hại nó. Cha dạy một câu là không dùng quyền lực của mình trên mọi loài Chúa đã tạo thành. Thì các thầy luôn luôn ghi nhớ điều đó để mà thực hiện đúng. Cho nên ngày hôm nay các thầy cùng với quý bệnh nhân có mặt ở đây vẫn sẽ tiếp tục gìn giữ cái đường lối của cha để mà phát huy điều đó tốt đẹp hơn mỗi ngày, và để cho thế hệ mai sau này cũng sẽ tiếp bước được cái điều đó. Thì cũng kể cho mọi người nghe, đây là cái tâm tình của thầy Thanh. Thì ngày trước khi mà theo cha, thì khi đó mình mới thấy cái công việc của cha là một linh mục, vị linh mục mà lại có đời sống yêu thương cho không. Đó, cho nên là nó đánh động cái tấm lòng của mình. Mình cảm thấy mình rất là ngưỡng mộ và quyết định đi theo cha cách đây 10 năm. Thì khi đó đi theo cha về đây, cha làm việc rất là vất vả để mà trồng ra những cái trái bí, trái bầu, bông xua đũa. Và những cái đó cha đem, cha đi yêu thương và cho không các nơi. Ví dụ như nhà dưỡng lão, ví dụ như là bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện hoặc là các nhà dòng. Thì khi đó các thầy và những người khác nữa, rất đông người đi theo cha để mà trồng tỉa mỗi ngày, ra ruộng cày xới, rồi trồng có cái thành quả đó mang đi cho tất cả mọi người. Thì làm quần quật ngày này qua ngày kia, không có tính là thứ bảy chủ nhật, tại vì theo cha đó thì đối với Thiên Chúa, ngày chủ nhật là ngày của Chúa nghỉ ngơi chứ không phải là ngày của mình nghỉ ngơi. Bởi vì mình là người đầy tớ vô dụng của Chúa mà, đâu phải là ngày nghỉ của mình, mà đó là ngày nghỉ của Chúa. Cho nên là mình vẫn phải tiếp tục cố gắng làm việc cho nó sốt sắng, để mình sau này mình đem lại những cái điều tốt đẹp cho mọi người đó. Thì chỉ còn lại hy vọng là Tết thôi. Cái ngày mùng 1 Tết là ngày đó, là mong muốn, chắc có lẽ trong lòng mình cũng nghĩ chắc có lẽ cha cho mình đi chơi. Ngày thường thì ngày chủ nhật là không được đi chơi rồi đó, nhưng mà ngày Tết thì nghĩ là chúc Tết xong sẽ được đi đầu nơi này nơi kia để mình thăm người này thăm người kia, thăm ông bà cha mẹ. Rồi thì cha cũng có dạy mình chọn đại hiếu chứ mình không chọn tiểu hiếu.
Đại hiếu nghĩa là mình lo cho cái đại sự, cho việc lớn hơn, lo cho tất cả bệnh nhân, chứ không gói ghém là trong gia đình của mình. Cho nên ở đây các thầy đều được cha huấn nhục để mà chọn cái đại hiếu. Thầy Tiến, thầy Quý, thầy Hạnh, thầy Thanh, đó là những người mà cha đã tin tưởng giao phó. Cũng rất nhiều người đi theo cha, nhưng mà vì một lý do, vì một hoàn cảnh nào đó, họ không thể tiếp tục đi theo, hoặc là không phải hoàn thành. Thì cho tới cuối cùng là có bốn thầy, sau có thêm những thành viên khác nữa về sau. Thì tới ngày mùng 1 Tết á, thì mình cũng chân diện mà, có nghĩa là mình ăn bận mới, đồ mới, rồi xịt nước hoa, rồi này kia nọ cho nó nhìn cho nó mảnh bao hơn chút, để mình ăn Tết, mình tới mình gặp cha, mình chúc Tết cho cha. Rồi chắc thế nào cha cũng lì xì rồi cho mình đi đầu này đầu kia. Nhưng khi tới nơi thì chúc Tết cha xong, thì cái phần quà mà cha lì xì cho mình đó là những trái bầu, trái bí. Thì cha cha nói đây là cái thành quả của tụi con, thành quả mà cha với tụi con làm ra. Và mình đem cái trái bầu trái bí đó về nhà mình ăn, mình nhớ tới, đầu tiên là mình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình, nó là cái nước trong lành, tấm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Đó là cha hay dạy câu đó. À, cho nên trái cây mang hạt giống đó là cái sức khỏe, cái mà làm cho mình được khỏe mạnh để thay đổi dòng máu mình mỗi ngày. Cha nhắc nhở mình phải làm việc thì mình mới có được cái thành quả. À, đó là Tết hàng năm cha thường lì xì cho các thầy là chế hộp chế bí. Rồi sau khi lì xì xong thì mình nghĩ là sẽ được đi chơi, nhưng không, cha lì xì xong cha đội nón lá vô, cha hoàng khăn quấn cổ, xong cha mặc áo áo khoác vô, nó cũng hơi mỏng, rồi cha xách cái cuốc cho ra ngoài đồng. Vậy là phải thay đồ ra rồi đi theo cha ra đồng cuốc. Nhưng mà trong lòng thì cũng hơi ấm ức chút vì không được cho đi chơi. Nhưng mà đó cũng là một cách để cha giáo dục, cha đào tạo, cha huấn luyện mình, để cha giao cho cái trách nhiệm mà ngày hôm nay chính các thầy đứng đây, các thầy nhận cái trách nhiệm trước cha, trước các bệnh nhân, là khi bệnh nhân tới đây con không bỏ bất cứ một người nào, thì các thầy thực hiện đúng cái điều đó và gìn giữ đúng cái công trình khoa học, đúng cái điều mà cha đã dạy dỗ các thầy trước đó. Cho nên là hôm nay mặc dù là đông mọi người đến đây, thì đương nhiên thì cũng có nhiều người ở xa xứ tới đây, miền Bắc, miền Trung, miền Nam mình tới đây. Cũng có một số bệnh nhân mình về quê ăn Tết, thì các thầy cũng nhắc nhở bệnh nhân là cố gắng là gìn giữ phác đồ, mình cũng đừng ăn sai phác đồ, cũng như là mình ngủ nghỉ cho khỏe. Có nghĩa là về nhà đôi khi con cháu trong nhà chơi lô tô, hoặc là nấu bánh tét, nấu bánh chưng, rồi chúc Tết này kia nọ ông bà, thì đôi khi mình cũng mất ngủ, thì đó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thầy cũng có dặn dò những bệnh nhân đó rồi. Còn những bệnh nhân ở đây năm nay là mình không ăn Tết ở quê nhà, mà mình ăn Tết ở đây với các thầy. Đôi khi cũng nhớ nhà, nhưng mà không sao, ở đây còn có các thầy, các thầy lúc nào cũng bên cạnh mình hết á. Đó, cái bảng mà phân công trực á, thì lát nữa bệnh nhân ra đó coi đó, ngày nào cũng có thầy thuốc ở đây để mà giám sát cái vấn đề sức khỏe bệnh nhân. Hãy có khó khăn gì thì bệnh nhân ở đây điện thoại liên hệ với các thầy để được hỗ trợ trong cái thời gian mà mình ở đây. Đó cũng là một cái sự ấm áp mà các thầy muốn dành đến cho bệnh nhân trong những ngày Tết. Có nghĩa là mình ở đây mình nghỉ 4 ngày, 29, 30, mùng 1, mùng 2. Nhưng mà nếu như mà bản thân bệnh nhân, riêng bệnh nhân nào mà có khó chịu gì đó, thì mình có thể liên hệ với các thầy thuốc ở đây, trong cái lịch trực đó cũng như có số hotline, để mà mình được hỗ trợ kịp thời, cũng như là mình có cái sự động viên, cái sự yên tâm là lúc nào cũng có thầy thuốc và có người quan tâm chăm sóc cho mình, chứ mình không có lẻ loi
mình chịu khó mình hy sinh ăn Tết ở đây một năm, rồi năm sau mình có thể mình ở nhà mình khỏe hơn, mình ăn Tết với gia đình, với con cháu, những năm sau nó sẽ vui hơn rất nhiều. Đó là cái tâm tình mà thầy muốn chia sẻ cho tất cả quý bệnh nhân và người nuôi. Thì hôm nay thì các thầy cũng không có gì quý giá, thì các thầy cũng chuẩn bị cho mỗi người bệnh nhân mình một cái bao lì xì. Đây, bao lì xì nhỏ thôi, nó không có gì giá trị về mặt vật chất, nhưng mà nó có chứa đựng cái tấm lòng của tất cả các quý thầy nhân viên ở đây muốn dành đến cho tất cả quý bệnh nhân. Đó là cái lọc đầu năm, mà chút xíu nữa đây mỗi bệnh nhân sẽ được nhận một bao lì xì từ các thầy. Đó, đó là niềm vui chung của mọi người. Rồi sau đó thì cũng nhắc nhở tất cả quý bệnh nhân và người nuôi, mình năm nay mình ăn Tết tại địa phương này thì mình cố gắng mình gìn giữ cái sức khỏe của mình, thì mình không được để mình ăn sai phát đồ, và mình cũng không có thấy vui quá mà mình thức đêm thức hôm thì cũng không được. Và cũng nhắc nhở luôn là về vấn đề trật tự an ninh tại địa phương, thì trong những ngày Tết thì xe cộ họ đi rất là đông, thì mình cố gắng mình có ra đường á, mình đi mình cẩn thận, mình đi mình phải đội mũ bảo hiểm. Thì thầy có nghe ở trưởng ấp có báo là có một vài người là không có đội mũ bảo hiểm đó, thì thầy cũng nhắc nhở chung tất cả quý bệnh nhân và người nuôi, hãy mình đi ra đường, mình đi công chuyện hoặc là đi đâu đó thì mình phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật giao thông cũng như là cẩn thận đường xá, để thôi là nhiều khi bị xe quẹt thì nó cũng không hay. Và mình phải giữ gìn trật tự tại địa phương, không có tổ chức đánh bài đánh bạc, không có chơi ăn tiền hoặc là tổ chức các cái nói chung là không có tốt. Rồi bản thân của tất cả mọi người mình tới đây mình cố gắng gìn giữ cái môi trường sạch sẽ, rác thải rồi đó mình bỏ đúng nơi đúng chỗ để cho nhân viên lấy rác người ta dễ dàng người ta đem đi. Đó là những điều các thầy nhắc nhở của mình. Cũng xin chúc cho tất cả quý bệnh nhân mình mau chóng mình vượt qua được cái căn bệnh, để mình về mình đoàn tụ, mình sum vầy, mình vui vẻ cùng với gia đình, với người thân, con cháu. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của các thầy thuốc ở đây. Thì bây giờ thì các thầy sẽ phát cho mỗi bệnh nhân một bao lì xì lấy lọc đầu năm. Rồi sau đó tất cả mọi người mình có thể ra về để mình nghỉ ngơi. Còn ai mà muốn ở lại đọc kinh dỗ 100 ngày của cha thì mình sẽ ở lại đây để đọc kinh cùng với các thầy, để tưởng nhớ đến cha và nhớ đến những cái tâm huyết của cha đã dành cho mình. Dạ. Xin chúc chú nhé, cái cô cô mong hết rồi. Bây giờ cái này thì làm sao không có gì hết. Như mình ở xa, địa phương xa mình về đây là tôi xin hát bài này tí thôi. Thí dụ mình không có nói là bốn mùa bốn phương trời đâu. 14 phương trời ta về đây chung vui, sông phong kia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ai, chào cho nhau những gì mến thương, chào cho nhau những gì mến thương. Chúc mừng năm mới, dồi dào sức khỏe, bình an, tốt đẹp, thành công. Để cho thuận tiện thì mọi người sẽ ngồi yên trật tự tại chỗ, thì các thầy và mọi thành viên ở đây sẽ mang cái bao lì xì đến trực tiếp cho mình ở bên dưới. Ta nói của cho không bằng cách cho, và đây là cái tấm lòng của các thầy
thì nếu như để bệnh nhân đi lên trên này thì phải đứng xếp hàng rất là tội nghiệp bệnh nhân, thì chính các thầy sẽ trực tiếp đi tới tận nơi, tận ghế của bệnh nhân và phát cho bệnh nhân, như vậy nó sẽ ý nghĩa hơn. Mọi người ngồi trật tự để các thầy sẽ trực tiếp đi xuống dưới để mà chúc Tết lấy lộc cho mình. Dạ. Không, bệnh nhân. Thầy sẽ phát cho bệnh nhân thôi nha. Xin mời bệnh nhân thì mình ngồi trật tự ở đó thì các thầy sẽ đi xuống phát. Và sau khi đọc kinh cầu lễ dỗ cho cha xong thì mình mời thầy mời tất cả người nuôi dùng bánh kẹo với các thầy ở đây coi như là tấm lòng thôi, còn bệnh nhân mình thì không được dùng, để mình giữ đúng pháp đồ. Dạ. Dạ, mời bệnh nhân thì có thể ăn trái cây được. Rồi, vậy mời một người. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mời các thầy mình sẽ đi xuống dưới bên dưới để mà mình phát cho bệnh nhân nha. Dạ. Rồi xin mời mấy thầy.